Những dàn bè, những bãi cọc nuôi hàu chi chít trên sông Hoàng Mai, đoạn qua khối Tân Phú, phường Mai Hùng. Và dưới mặt nước là nguồn thu nhập vẫn duy trì ổn định của các hộ nuôi hàu từ hàng chục năm qua. Thì những cái năm được mùa, có thể những nhà nuôi nhiều là một vài trăm triệu cũng có, nhưng nhà nuôi ít nhất cũng phải được dăm vài chục triệu. Như bản thân tôi là chiều dài khoảng nuôi khoảng 40 mét là được, như thế là năm nhiều nhất là được 70 triệu, mà năm bình thường là được như thế là 40 triệu. Từng nuôi tôm thất bại, ông Vũ Xuân Trân chuyển sang nghề nuôi hàu từ những năm đầu thập niên 2000. Đây cũng là khoảng thời gian dự án Suma được triển khai. Dự án phi chính phủ của Đan Mạch này nhằm hỗ trợ để xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi hàu, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân. Với ông Trân thì dự án này đã thực sự phát huy hiệu quả. Năm nhiều nhất đó, là tôi thu là tổng thu là vừa báo cáo là coi như vậy là được cỡ 190 triệu. Đó là năm được mùa, còn thường thường thì cứ trong hơn trong kém, năm mùa mà ít thường được 7-80, nên thật với cả anh trước. Chúng đêm gì mà nói để mà tôi mà gói bỏ cái nghề hàu đi, thật đúng là nói dân và tôi là cứ cực đó, những cái tầm tuổi trung, tầm gói như vậy là 45 tuổi trở lên. Mà dư nói đi làm xá thì làm được, qua Việt Nam cũng làm được, mà bây giờ làm hàu nên mà tôi làm quanh năm được. Qua khảo sát của Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai, ở địa bàn các phường xã gồm Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, Quỳnh Dị có 212 hộ nuôi trồng thủy sản trên sông. Trong đó, riêng phường Mai Hùng có đến 163 hộ nuôi hàu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã, hiện các phường xã đang tổ chức để tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết tháo dỡ với người dân. Thực tế mà để mà không gây bức xúc và ổn định cái đời sống của bà con nhân dân, thì nên thị xã hoặc tỉnh nó có một chút nào đó hỗ trợ cái tài sản, cái vật liệu, cái nguyên vật liệu của bà con ở dưới. Sống đang nằm ở đó thì còn lại chủ trương thì theo thị xã mà chỉ đạo thì phường phải chấp hành thôi. Thị xã cũng đã tổ chức cái đoàn kiểm tra rà soát và bỏ cái thông báo của thị xã là yêu cầu là đến tháng 5 các địa phương là phải chỉ đạo, thứ nhất là cái tuyên truyền vận động, cái thứ hai nữa là có các cái xây dựng cái kế hoạch, cái lộ trình để rồi là thực hiện và báo cáo kết quả về ban thị xã để có chỉ đạo kịp thời. Thực tế, việc nuôi trồng thủy sản trên sông Hoàng Mai, sông Mai Giang từng được khuyến khích và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân cũng như địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay thì hình thức nuôi trồng này không còn phù hợp và được xem là trái phép. Bởi vậy, cân đối giữa lịch sử và thực tiễn thì việc chấm dứt nuôi trồng thủy sản tại đây cũng cần có giải pháp đồng bộ, hài hòa, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.